Rồi, mình xin chào tất cả các bạn đang xem kênh của mình nha. Thì trong clip này mình sẽ cập nhật cho anh em vài dòng cá màu hiện có nhà mình cho anh em xem và tham khảo nha. Đó, thì hôm nay chủ đạo mình sẽ đăng cho anh em xem những cái chú cá chép vầy rồng. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem. Thì đây nó đủ màu nha anh em. Nó đủ màu. Đó, thì ở đây đầu tiên mình quay cho anh em xem một cái set cá coi ha. Thì đây mình sẽ có combo là 5 con. Đó, 5 con. Là hai con bông đỏ cam ngũ sắc ha. Đó, nó hai ba màu. Đó, một con là vảy da trơn không vảy. Một con vàng full vảy, một con vảy kim tuyến. Đó, thì cái chiều dài nó tầm khoảng là 10 và 13 14 cm nha anh em. Đó, đây là cái bàn tay của mình nè. Mình vớt cho anh em xem vài con ha. Đó. Con này nó khá là lanh anh em. Vớt cái tay là không dính nó luôn. Siêu lanh. Rồi, đầu tiên mình đến với con vảy kim tuyến nè. Đó. Thì 5 con này là 200k, thì tính ra thì mỗi một con nó chỉ có 40k thôi nè. Đó, thì đây mình có một set này nè. Duy nhất một combo thôi nha các bạn. Đó. Có một con màu vàng 24k nha anh em, rất là đẹp luôn. Mà con này là da trơn nha, da trơn. Đây. Da trơn thì nó sẽ không có vảy hoặc là một hai vảy thôi. Đó, còn con vàng này là full vảy nè. Đó. Đó, nó rất là lanh nha anh em, cá bao mạnh bao khỏe cho anh em nha. Đó, đây con này full vảy nè. Đó, full vảy là nó vảy đều ha. Đây. Đó. Và có hai con bông. Đó, tổng cộng đây là một set gồm 5 con ha. Thì 5 con này là giá của nó là 200 nha anh em. Đó, duy nhất một combo thôi nhé, duy nhất thôi. Anh em nào mua nhanh mua lẹ thì cứ việc mình chốt ha. Đó. Tiếp theo mình sẽ đến với dòng cá chép Nhật nha anh em. Đó, chép Nhật. Chép Nhật ở đây mình sẽ có size tầm khoảng 14 đến 16 cm nha anh em. 14 đến 16 cm. Đó, thì ở đây mình đang bán với giá là 50k một bé nha. Đó, 50k một bé nha anh em. Ở đây cũng là cái dòng vảy rồng nha anh em. Đây anh em xem. Đó, ở đây là cái hàng này, hàng tuyển của mình nha. Đó, mình lựa từ con luôn đó anh em. Ví dụ 1 kg về nó đẹp đẹp á thì mình lựa được phân nửa. Còn dù không đẹp mình lựa chỉ được vài con trong vòng 1 kg đó thôi. Đó, nên những con này mình không có bán ký anh em, mình bán con. Anh em xem vậy đó, rất là đẹp nha. Đó. Ví dụ anh em muốn lấy một set combo là mấy con đó, mình sẽ chọn cho anh em. Ví dụ anh em thích màu trắng, một con trắng, con vàng, con đỏ, con bông gì đó. Đó thì mình sẽ chọn cho anh em theo cái combo, sau đó mình sẽ chụp ảnh gửi cho anh em ha. Đó. Đây là 50k một con. Anh em xem. Tiếp tục ở đây mình sẽ đến với là đủ màu anh em. Đó. Thì ở đây mình sẽ có màu cam nè, rồi vàng nè, cam bông đen nè. Đó. Thì nó cũng là vảy rồng anh em. Vảy rồng. Đó, thì cái size nó tầm khoảng 14 tới 18 cm. Đó. Đây. Vảy rồng là đúng chất vảy rồng nha anh em. Cá vảy lớn đẹp lắm. Đây. Đó, mình quay đèn trắng nha anh em. Đó, cá màu nào là ra màu nấy nha. Đó, anh em xem nè. Con này là màu trắng ánh vàng nha anh em, trắng ánh vàng. Nó không phải là trắng bạch. Rồi màu đen cam. Đó. Đen cam. Cá rất là chi là ok luôn. Ở đây thì nó có là đuôi phụng, đuôi dài nè, rồi có đuôi ngắn nè. Mỗi người tùy theo cái sở thích của các bạn. Đó, mình thích cái mã nào, cái mẫu như thế nào. Đó. Để hồi mình chọn mình làm một set cho anh em xem ha, một set combo ha. Đó. Thì đó là đủ màu nha anh em. Đó. Size từ 14, 17. Đó. Tức là cái con mà gọi là ngắn nhất á, ngắn nhất nó tầm khoảng 14 nha anh em. Đây. Vẫn 50k một bé thôi. Đó. Nói chung là anh em mua nhanh tay ưu tiên cho anh em đó. Đó. Dạng như anh em mua trước mở hàng, anh em mua nhanh mở hàng thì mình sẽ chọn những cái con VIP nhất cho anh em, đẹp nhất cho anh em ha. Chỉ có 50k một bé thôi nè. Ví dụ anh em mua 4 con 4 màu, mình sẽ lựa cho anh em 4 con 4 màu khác nhau. Đó. Chẳng hạn như vậy ha. Đó.
bẫy rồng. Đó. Đủ màu. Đó. Đây mình mới bỏ trắng vô luôn nè, à. Màu trắng bỏ vô luôn. Đó là đủ màu hết trơn anh em. À, cái dòng cá này anh em thích hợp nuôi hồ kiến, hồ xi măng gì nó cũng đẹp hết. Đó, cái dòng cá mà gọi là phong thủy anh em. Đó, mình chơi hồ xi măng cũng được mà mình chơi cái hồ kính nó vẫn đẹp luôn. Đó, dòng ở trên dòng xuống nó vẫn đẹp. Đó, hoặc là anh em muốn lựa những cái tay bơ như thế này, mình chơi hơn dạng mình chơi hồ xi măng á, mình nên lựa những cái tay bơ full trắng như vậy. Full màu, đó, chứ đừng có lựa lật lật như vậy ha. Nó lựa full màu như thế này nó vẫn đẹp hơn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử chọn một set cho anh em xem ha. Rồi đây mình lựa thử một cái set cho anh em xem. À, đây là 1 2 3 7 con. À, mình chơi phong thủy đi, 7 hoặc 9 ha. Đó thì ở đây nó tổng 7 con nó chỉ có 350 thôi. Đó 350 mà anh em xem một set này 350 thì mình nói thiệt các bạn là rất là vừa chơi luôn. Đó anh em xem. Đó. Ở đây mình sẽ có là hai con trắng nè, hai con trắng nha anh em, hai con trắng, rồi hai con bông, một con dạng như cam đỏ nha anh em, cam đỏ vảy rồng nha, đó. Với một con vàng vảy rồng, đó. Một con vàng ánh kim, đó. Rất là xịn sò luôn anh em, chỉ 350 thôi, đó. Anh em xem thử cái set này nha, đó. Anh em có ý kiến gì thì cứ góp ý cho mình ha. Đó. Đây là dòng chép nhật nha anh em, chép nhật vảy rồng nha. Đó. 350 gồm 7 con. À, 7 con này thì cái size con này nó size thì tầm khoảng 10 giờ 15 nha anh em. Còn lại con này size nó khoảng 18 19 luôn á. Màu cam này nè. Với màu vàng nè, màu bông nè, đó khoảng 18 nha anh em, 18 19 nha. Đó. Thì sẵn trong video mình có vài dòng con cá mào sẵn mình quay cho anh em xem ha. Ở đây mình bữa cũng có về một số thì ở đây bữa nay mình còn có 3 con nha anh em. À, đó là dòng ba đuôi hạt đỉnh hồng ha. Đó, hạt đỉnh hồng đây là nó cái đặc trưng của nó là cái đầu lân của nó sẽ có một cái màu đỏ nha anh em. Còn cái phần nền cá thì nó sẽ có là màu trắng nha. Ở đây là cá chuẩn chỉ nha anh em. Đó. Chỉ có đầu lân mới màu đỏ. Đó, nó không có lem màu đầm bậy đầm bạ nha anh em. À, là cái size nó tầm khoảng nó cái bề nghe bề cao của cá nha, tầm khoảng 3 ngón tay của mình. Nó chiều dài thì nó tầm khoảng 14 cm nha anh em. Đó đây hạt đỉnh hồng. Đó, cái này mình đang bán với giá là 150k một bé nha anh em. Ở đây mình còn 3 bé ha. 3 bé. 3 bé này thì anh em nào mà chốt hết á. Đó thì 150, 300, 450 mình để cho anh em 400.000 nha, 400.000 4 con này. Đó xin lỗi 3 con nha, cá rất là đẹp và đỉnh luôn anh em. Đó cái hàng này thì mình cũng ít có về lắm, thật sự mà nói ít có về lắm. Tại vì mình cái hệ mà cái hệ nhất của mình là cái dòng cá La Hán và nhì là cá săn mồi cho anh em. Cái hệ màu này thì mình ít có chơi. Đó, anh em nào mà dạng mình sưu tầm á, đó thì mình có thể xem qua video mình chọn ha. Và ở đây thì ở combo 3 con này là 400 nha anh em. 450 nha anh em, lấy hết 3 con này thì để cho anh em chỉ 400.000 thôi nha. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ đến với dòng cá ba đuôi đầu lân nha anh em. Và ở đây mình chỉ cũng có một set thôi. Đó, một set thôi. Một set combo gồm có một con trắng nè. Đó, một con trắng cái đầu lem bông trắng. Con đỏ lem bông trắng nha anh em. Rồi. Đó, và gồm hai con đỏ. Ở đây là cái độ to của cá nha anh em. Ở đây có con trắng này là nhỏ nhất nè. Nhỏ nhất thì nó tầm khoảng 3 ngón tay của mình và to nhất thì nó khoảng 3 ngón rưỡi tay của mình. Anh em xem. Đó thì cái set này mình đang bán với giá là 200.000 nha anh em, gồm 4 con. Đó, một con bông và bốn ba con đỏ nha. Anh em xem. Đó. Anh em chơi hề màu thì anh em chơi ba đuôi thì hết sảy. Đó giờ và anh em lưu ý giùm mình ha, cái những con cá mà đối với hệ màu này mình chỉ ship trong vòng 24 giờ. À, những anh em tỉnh gần hoặc là mình ship xe nha, chứ không có thể nào ship ra miền Trung miền Bắc nha. Mình nghĩ cá này thì ở khu vực nào cũng có. Nếu mà nói thật lòng á, thì anh em nên mua gần khu vực mình. Đó. Cho nó đỡ tốn phí anh em ha. Đó. À, trừ khi là chỗ các bạn không có bán thôi. À, mình
mình muốn chơi mà không có thì mình mới mua ở trên mạng ha. Thì cá này mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và mình gửi cho anh em ha. Đó, và cá mình gửi cho anh em trên đường là có bảo hành nha, chứ không phải nhận tiền gọi là hết việc nha. Đó, anh em nhận cá nó khỏe mạnh là mình mới hoàn thành. Đó, còn trường hợp mà nó gặp sự cố ngoài ý muốn thì mình sẽ một đổi một cho anh em nha. Đó. Rồi tiếp tục ở đây mình sẽ đến với dòng cá chép sư tử nha nè. À, chép sư tử ở đây là mình thả có dòng là trắng super short mình ngắn ha, và dòng panda. Rồi panda cá rất là lanh và rất là mạnh khỏe nha anh em. Ở dòng panda ở đây mình sẽ có size 9 cm và giá mình đang bán là 250k một bé nha. Cá mình bao tật lỗi cho anh em nha, cá chuẩn chỉ không rách kỳ này nọ nha. Đó, anh em xem ở dòng panda này thì nó sẽ có những cái đốm nha anh em. Ví dụ vàng thì có đốm vàng, mà vàng hôm nay thì mình không có. Bạc thì nó sẽ có là cái đốm bạc nha. Cá rất là lanh lợi luôn, nó lội nhanh tới nỗi mình vớt không kịp anh em ạ. Đó thì mình sẽ có hai loại để mình vớt cái con màu trắng cho anh em xem. Đó, nó khá là lanh. Đó, khá là lanh. Cứ thử một con cho các bạn xem mà vớt không kịp luôn. Ở đây rồi, nó vuột nữa rồi. Cành vớt nữa. Rồi em vô góc vớt được 3 con cho các bạn xem đây. Đó, dòng super short. Đây mình coi phần đầu của nó nha. Đây. Phần đầu của cá nè. Body nè. Body là siêu ngắn luôn, đuôi dài càng rộng ha. Đó, size này size 9 cm anh em, và giá mình đang bán là 180k và một đôi là 350k nha anh em. Đó, dòng super short trắng. Chất sư tử trắng. Đó, đây mình đã báo giá cho anh em xong. Và đây cũng là cái dòng cá cuối cùng trong clip cá màu ngày hôm nay. Đó, anh em thấy thích dòng nào thì mình cứ chốt dòng nấy ha. Đó, và đối với dòng cá màu này mình sẽ ship các tỉnh thành trong khu vực miền Nam và ship nhanh trong vòng 24 giờ nha. Đó, và cá này mình chỉ nhận chuyển khoản thanh toán trước, sau đó mới đóng thùng và mình gửi cho anh em. Đó, và mình gửi trên đường vận chuyển cho anh em thì có bảo hành trên đường vận chuyển nha. Đó, trường hợp mà nó gặp sự cố ngoài ý muốn thì mình sẽ một đổi một cho anh em, nên anh em xa cứ yên tâm nha. Rồi, và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Mình cảm ơn anh em đã dành ít thời gian theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.